Em là một người cực kỳ dữ, chửi cực kỳ nhiều. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá, mẹ ngán. Thôi cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi chào em gái. Rồi mình giới thiệu về bản thân đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thanh Xuân, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em là chuyên viên ở trường ở quận 5 ạ. Quê quán em là ở Tiền Giang nhưng mà hiện tại thì em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên viên là cụ thể là em làm công việc gì? Dạ em làm văn thư ạ. À văn thư. Rồi mời bạn trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả các khán giả em trường quay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Chí Bình, năm nay em 24 tuổi, em là chuyên viên IT của một công ty ở quận nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia 26 hả? Dạ. Em 24 hả? Dạ. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Được. Dạ được. Được không? Dạ. Mình nói ưu điểm mình chút xíu đi em gái. Xuân. Ưu điểm của em là em thuộc tiếp người hướng nội ạ. Thiên về những mối quan hệ gia đình hơn là những mối quan hệ bên ngoài. Khuyết điểm của em thì cũng hơi nhiều. Em thì hơi lạnh lùng chiếu. Em không có biết cách thể hiện tình cảm. Mỗi lần mà em bị stress hay căng thẳng thì đêm về em ngủ, em hay tra tấn cái người ở kế bên. Hồi xưa em ngủ với mẹ nhưng mà mẹ em sợ, bây giờ hết ngủ với em. Bây giờ em ngủ với ai? Em ngủ một mình. Vậy rồi em tra tấn ai? Cái gối hả? Cái gối. Thôi báo tin buồn cho người nào mà có thể ngủ bên cạnh em. Vậy bạn trai bên kia mình có điểm mạnh điểm yếu hay là có tật xấu gì không? Dạ điểm mạnh của em là em có thể hòa đồng hoặc bát, em có thể đàn hát, có thể nấu ăn. Điểm yếu của em thì em cũng y chang bệnh bên đó luôn, nên là em thuộc tiếp người hướng nội, em không thể hiện tình cảm nhiều, em sẽ thay vào đó em sẽ làm tất cả bằng hành động hết. Dạ em hơi mất nước một chút. Hả? Tại vì cái nữa là mù đường nặng. Mù đường nặng. Dạ. Tôi đi không sao đâu, mù đường giờ có Google Map hết trơn mà. Google Map em cũng mù luôn. Ủa mà nãy có nói cái vụ mít ướt đó là thường ai làm gì em mà em khóc? Ức quá là em khóc mà. Hay là em coi phim nào đó xúc động hay gì đó em cũng khóc nữa. Rồi tự khóc là tự nín hay sao? Dạ tự khóc tự nín luôn. À hay quá ha. Dạ không. Rồi. Em nghĩ em là tới tiếp người gọi là nhiều tình cảm á chị. Vậy thì tình trường sao? Nhiều mối tình không? Dạ không, em chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương à? Dạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm. Trời đất ơi, lâu giờ rồi, em có tỏ tình với bạn đó không? Dạ có, nhưng mà hồi đó em gọi là trẻ trâu lắm. Lúc đó em chưa đủ chín chắn và em chưa đủ lớn. Giờ 24 tuổi lớn chưa? Dạ đủ lớn rồi. Đủ lớn hả? Dạ. Bây giờ tỏ tình người lớn hơn đó nha. Dạ được. À, tự tin không? Gái. Dạ. Tình trường sao em? À, em thì có một mối tình em quen cũng 4 năm ạ. Nhưng mà em chia tay là do công việc của anh ấy thì không có ổn định. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay cũng 1 năm ạ. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là phải chân thành, sau đó là cũng yêu với gia đình. Với lại nếu như mà tụi em có thể tiến xa hơn thì em mong người bạn trai của mình cũng yêu thương ba mẹ em, giống như là em cũng yêu thương ba mẹ của anh ấy giống vậy. Có... Được không trai? Dạ được hết, được. Em hết. Yêu ba má em lắm. Thương ba má nhưng có thương ba má bên vợ như thương ba má mình không? Dạ có. Em thích cái người ngoại hình như thế nào? Thì em thích cao hơn em chút, từ 1m68 trở lên. Con trai thì da đen, càng đen thì em càng thích, dành cho nó men. Nhưng mà chị hỏi thiệt, bây giờ nhỏ hơn em 2 tuổi em có ngại gì không? Nếu như mà bạn nó chín chắn trưởng thành thì em cũng không ngại. Em thưa chị. Cao nha, tóc tai được, mặt mà mũi được. Không mặc quá nha chị. Bình dây. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Về ngoại hình hả chị? Ừ. Dơ bẩn, đúng tay móng chân, đúng tay móng chân. Tao xè tay ra coi. Sạch sẽ. Ủa để móng đó dài dài chi vậy cơ? Dạ để móc đàn phải không? À móc để móc. Đầu có gầu không chị? Trời đất ơi. Lại đây coi. Dạ không, con kỹ lắm. Kỹ lắm hả? Dạ. Ủa mà sao tự nhiên kiểm tra đầu chứ, lần đầu tiên tôi thấy kêu kiểm tra đầu á trời. Không có gầu, không có gầu chân á. Có 1 ký à, có 1 ký à. Giống Hàn Quốc lắm nha. Rồi nếu bây giờ được thì khi nào em nghĩ mình tiến tới hôn nhân được? Tùy vào tình cảm hai bên. Nếu như mà hai bên quen nhau mà tình cảm đã thấy chín mùi rồi thì em nghĩ là tiến tới được. Em là nhỏ hơn cổ 2 tuổi. Dạ. Em nghĩ chừng nào em kết hôn? Dạ em thì không quan tâm đến việc kết hôn sớm sớm hay muộn. Em nếu mà em và bạn gái cái bên có thể tiến tới được hôn nhân á, thì nếu mà đủ vững vàng và đủ tiềm năng kinh tế thì em sẽ kết hôn. Có nụ hôn đầu đời chưa? Mới nắm tay rồi chưa hôn. Mới nắm tay chưa hôn. Mà sao không hôn luôn? Không kỳ lắm. Trời ơi.
lát luôn nha. Mạnh dạn lên nha. Dạ để em gán được. Gán lên đi cưng. Được, cũng dễ thương. Rồi, ở bên đó mẫu người bạn gái lý tưởng của em sao? Dạ em thì không có mẫu người lý tưởng riêng cho mình. Em chỉ muốn bạn gái giống mẹ em là được. Mẹ em sao tả sơ coi. Dạ mẹ em là một người cực kỳ dễ thương. Cực kỳ dữ. Nghĩ lúc nào cũng dễ thương hết. Chửi cực kỳ nhiều. Trời đất ơi. Chửi ai? Để chửi em. À vậy hả? Em vậy? Với mẹ em thì không hợp. Em thì tiếp người thích lắng nghe nói. Mẹ em chửi thì em nghe. Mẹ em thì ngoài những cái đó thì mẹ em rất là người rất là đảm đang, có thể lo từ việc nhà việc cửa. Ngoài ngoại hình của mẹ em sao? Dạ ngắn chủng, ngắn chủng. Trời ơi, ông diễn tả mẹ ông thấy thương luôn vậy. Trời ngắn chủng hả? Dạ. Người ta nói mẹ gì cho nó tốt tốt, nói mẹ chửi con, rồi nói mẹ ngắn chủng nữa. Dạ em với mẹ em là hai chị em vậy. Nói mẹ em dễ thương. Dạ dễ thương. Dễ thương nha. Rất là dễ thương. Nhìn gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Muốn lấy chồng chưa? Ừ, dạ nếu như mà tình cảm với lại kinh tế đủ thì em cũng lấy. Em ghét cái tính xấu của đàn ông gì nhất? Em ghét con trai hút thuốc lá. Hút thuốc lá, có hút quân cưng? Dạ không, con không bia rượu hút thuốc luôn. Rồi, thằng gái dễ thương lắm em. Dạ. Được á. Rất là dễ thương luôn á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân nữa coi. Hôm nay em đi với ai? Em đi với mẹ em ạ. Rồi đi với mẹ, cho chị gặp mẹ nha. Rồi chào cô. Dạ chào cô. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của bé Xuân. Mẹ nghe nói mẹ của dì chửi dữ dằn quá, mẹ ngán. Thật sự mẹ ngán. Dạ không, mẹ con rất là dễ thương. Dễ thương kiểu đó là cô sợ. Đã chửi con được thì con dâu như thế nào? Không cô, thật chứ là bạn trai nói chơi vui thôi. Chửi là dễ thương, dễ yêu đó cô. À dễ yêu, chửi yêu thôi. Thôi cô thấy vậy cô cũng sợ lắm. Này nó vẫn chơi, nó dễ thương thôi. Con suy nghĩ lại. Con bảo đảm với cô, không bao giờ có người phụ nữ nào mà chửi con từ sáng sớm, người ta cũng chỉ nói yêu thôi. Dạ. Thật sao? Sự là cô cũng rồi, rất e dè. Ta sẽ giải quyết chuyện đó. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Sao đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp công ty không ạ? Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường, em là đồng nghiệp của bạn Bình ở công ty ạ. Thì chị thấy bạn gái ở bên đây thì dễ thương, cũng có thể là hợp với tính em về cái phần nội tâm. Mong là hai bạn sẽ đến được với nhau, tại vì chị thấy bạn bên đây là dễ thương. Rồi, rồi cảm ơn em gái. Bây giờ sẽ cho các bạn một phút để trò chuyện với nhau, để chúng ta cảm nhận. Mở rào. Dạ, xin chào bạn. Có món quà bạn nhỏ tặng bạn. Dạ. Có... Nào một bài hát đi em. Chuẩn bị một bài hát. Dạ mình muốn hát riêng tặng bạn là bài Thằng Điên. Sao tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến đúng lúc tay anh san vượt qua. Nụ cười tỏ hương nắng, bình minh và mây trắng, hình như đều kêu tên ôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Dạ rồi. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em cảm nhận về bạn là bạn cũng như giống như y khuôn những cái tiêu chí của em, là mặt mâm chút xíu, dễ thương chút xíu. Bạn rất là dễ thương ạ. Mình hơn bạn tới 2 tuổi thì bạn có ngại vấn đề đó không? Dạ không, không thành vấn đề ạ. Còn về vấn đề tôn giáo á, thì nếu như mà hai đứa tụi mình mà quen xa hơn thì bắt buộc bạn là phải theo đạo của mình. Tình yêu đủ lớn và mình thương bạn thật lòng thì mình chắc chắn sẽ vào đạo cùng bạn. Đó. Hiện tại thì bạn ở quận mấy? Dạ hiện tại thì mình ở quận nhất luôn, gần công ty mình luôn. Không có dạ nữa. Quê dạ. Mình ở đâu ạ? À? Dạ quê mình ở Cần Đước, Long An. Quê mình ở Tiền Giang. À. Gần nhau đó, huyện nào? Dạ Gò Công Đông ạ. Gò Công Đông, ồ. Cần Đước đi về Gò Công Đông qua cầu Mỹ Lợi sát bên nha cưng. Con không biết được chút. Trời ơi. Nói đó mình không biết. Quan điểm về tình yêu như thế nào? Rồi chuyện hôn nhân như thế nào? Dạ. Quan điểm về tình yêu của em là chỉ cần hai người chân thành, thấu hiểu và biết chia sẻ lẫn nhau, đừng có giấu giếm nhau. Dạ.
Nhưng mà nếu khi mà mình tiến tới thì bạn có thể mà yêu thương gia đình của bên mình giống như là của bên bạn không? Dạ chắc chắn là bỏ dạ là... đi trời ơi anh em đi hẹn hò mà bả mà dạ chắc chắn là có. Lúc mà mình nói mẹ mình giữ chỉ là mình nói chứ mẹ mình rất là yêu thương mình nên cái gì cũng lo, nên cái gì mẹ cũng la mình muốn mình trưởng thành chứ không phải là la để tối ngày này vậy, nó chỉ là la yêu thương thôi. Ý là nói thầm sưng lên thôi, có ở với mẹ đâu, ở Sài Gòn mẹ ở dưới quê mà làm sao mà la suốt ngày được đúng không? Từng nào đúng hơn á là mẹ em càm ràm em. Dạ đúng nhắc rồi. Nhắc nhở em thôi. Dạ đúng rồi ạ. Chứ mai mốt đừng đi đâu nói chửi người ta hiểu lầm nha cưng. Dạ. Nha bé nha. Dạ. Như bạn có một cái mẫu người lý tưởng nào cho mình hay không? Mình thì cũng không có xây dựng mẫu người lý tưởng cho mình, chỉ cần người đó là chân thành, yêu thương gia đình hai bên với lại có sự trưởng thành trong suy nghĩ. Mình á thì không biết bạn yêu thích cái thế giới ngoài kia ra sao, yêu thích những gì ở cái thế giới đó. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, mình, một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó, sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Quá ngôn tình. Đã có một chút gì đó cảm nhận về nhau, cũng đã hỏi ý kiến người thân. Hai bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, xem có đủ để chúng ta có thể đến với nhau, hẹn hò với nhau hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Trái tim rung động hẳn bấm. Chúng ta hãy làm theo sự suy nghĩ và trái tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta thấy có rung động với đối phương thì chúng ta nên cho mình cơ hội. Còn nếu chúng ta cảm thấy không phải thì chúng ta không bấm, để cơ hội đó dành cho những người khác, những người đang theo dõi chương trình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúng ta cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà bạn gái không bấm. Nhưng em có thể nói một điều gì đó vào lúc này. Em không bấm, không có phải là suốt cuộc đời này em không bấm. Nhưng mà em muốn, nếu như mà bạn nam muốn có ý với em á, thì bạn có thể thuyết phục mẹ em được. Thì tụi em cũng có thể cho nhau cơ hội. Bây giờ em vẫn chưa đủ rung động để mà bấm nút à. Dạ. Em trai nghĩ như thế nào? Dạ em thì em cũng hơi nuối tiếc một chút. Không sao cả, chàng trai trẻ. Em là một người theo chị đánh giá là rất là dễ thương, rất là chân thành. Và cũng có rất rất nhiều cô gái đang theo dõi mà có thể là cũng đang rất là mê em luôn đó. Đây cũng thuộc loại là hot boy đó, hãy tự tin lên nhé. Dạ. Cô à, đây là hai hồ sơ rất hợp với nhau về tất cả mọi thứ. Rất hợp nhau về tâm tư, tình cảm, những cái ý gọi là hai bạn rất hợp. Chúng tôi đã lựa chọn cả ngàn hồ sơ và đây là cái duyên, nó rất là có duyên với nhau. Nhưng mà thôi, có thể là họ không có phận với nhau. Linh nghĩ rằng là yêu thương nhau là quyền của bọn trẻ, có đôi khi vì tất cả mọi thứ họ sẽ vượt qua. Và nếu như mà bạn ấy có cố gắng thì cô cũng cho bạn ấy cơ hội nha. Rồi. Cô. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Đây là cặp đôi của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gửi tặng các bạn. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói. Nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Rồi. Dạ. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy trời. Wow. Và 8 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Wow, và hiện tại là con đang có một tiệm nón mi. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú vừa là giám đốc cho con, giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết hả chàng? Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Mà giỏi quá năm... con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và
bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Văn Diệu, mình sinh năm 1988, mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn LED, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn hả chị? Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài, cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con đó là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân để ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á, là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất rồi. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á, là con thẳng tính. Với lại á, là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công việc ơi, mà công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á. Thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích. Thành ra là con muốn tự lập nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghỉ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu. Trời đem về rồi, cho mẹ con vậy. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời con điểm giỏi đó quá mà con. 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai sao? Ưu điểm gì? Khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn. Cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt. Có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình rất tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý? Nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á? Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À, cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối bà hay cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn. Ôi, em dạ. Mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gền đó, nó đập rền quá, nó đèo dốc bao nhiêu thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng mở, hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi lối khác. Là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. Và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê đi. Chào em gái. Dạ, con chào con chú. Con 98 con hả? Dạ. Trời ơi, trẻ trung rồi. Nè, trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á. Với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con, hỏi luôn đi, có con, được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu 3 gì không? Thiếu 3 phân được không? Mét 67 dài lên nè, mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? Với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu sáu muối. Thích bụng bự hả? Dạ. Đi ăn nhiều thở ra. Ăn chứ nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi Trang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Có nhiều đèn trong nhà đánh vô nụ cười hết.
về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy, thành ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu con nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay. Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con với lại là các chị đồng nghiệp của con. Mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Cũng không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng. Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó, bởi vì là thực ra để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi. Dạ. Nè, xin, người lớn luôn ha. Xin lỗi, con là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và anh họ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Vân mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây á, thì hai em cũng có cái duyên nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ em có món quà tặng anh là một cuốn sách, nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh là kẹo dừa. Dạ. Ở thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh ạ. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều quá. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng, với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu, nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp, và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi, anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của anh. Nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em. Tại vì á
sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em, anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài hết kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch, tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em mãi thổn rồi. Đây, vui mà hay con, sao ngọt ngào. Rồi bây giờ nè, bạn trai, em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Đã bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn, hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ cầu mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Còn đây là thương hiệu của Duhan đèn LED, sẽ dành tặng cho các bạn một bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn các bạn. Em dễ hòa đồng mọi người, nên xét em là nhiệt huyết trong việc, cũng dễ gần. Về điểm yếu của em thì
em nóng tính, em nóng nhưng mà cũng biết kiềm chế anh. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh trọng hướng đến. Còn bây giờ thì sao nha? Chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ hai. Rồi, bắt đầu. Mời. Rồi, xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em. Bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. Em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ vâng. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh, tính tí xíu tặng bạn nữ. Tí xíu luôn ha, dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do? Lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An. Thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai rồi. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên thì chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nào. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Thôi, chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là thủy. Bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á, là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Giờ tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, do là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. 1m65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không khoáng chị, con trai mà. Dạ, cũng hơi lạnh và có sự lãng mạn trong tình yêu. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông có. Thôi anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm chứ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ dì, chị họ em, một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân.
Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến như đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em ạ. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình Bạn Quen Họ ra. Số trời là tập 557 gì nữa. À, hai bạn này là... Ờ, đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? À, dạ thì cũng ổn, cuối năm có sau bao lâu thì cưới ta, hai dạ, đứa? Dạ, cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em, lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi? Dạ, lúc em Vân mới, lúc đó chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp phải thúc ảnh lên. À. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Ồ. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đó em. Dạ, dạ. Em cũng hy vọng vậy đó anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. À, em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4kg rồi. Ôi, sung sướng ghê nha. Mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em... hạnh phúc nha. Dạ, rồi, nhớ báo tin tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó, đưa, đưa, đưa gấu đó tụi. Có món quà à, anh mở được không? Dạ được ạ. À, cái ví à. Cái ví hả? À, cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Em mượn tay em. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Đứng đứng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ, để đừng có để bị thua cưng. À dạ, em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. Dạ okay. Vâng ạ. Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi. Đó, cảm nhận với nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Tuần đầu tiên á. Anh nhìn anh cũng rất là thân thiện quá, dễ gần à. Em có thích đi du lịch không nhỉ? À, em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không? À, dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á. Phượt mà đi, mình đi tới đâu mình dừng đó mình... Kiểu trải nghiệm đúng không? Đúng rồi. Em có
dễ nóng tính không em? À, cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì nó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. À, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà không ghen. Anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. À, Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nha. Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng? Quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2. Ba. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nước. Mời bạn nam. Rồi. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ rồi. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. À, anh xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả và xin chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trần Việt Thu, em 31 tuổi, hiện em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kế toán. Thu làm kế toán. Dạ. Em xin giải thích thêm cái tên của em nha. Hồi xưa lúc mà mẹ em mang bầu em á, thì cứ nghĩ em là con gái và cũng thích, cứ thích là con gái, nên quyết định đặt tên em là Thu. Rồi do em sinh vào mùa thu á. Nhưng mà khi sinh em ra là con trai, nhưng mà vẫn quyết định giữ tên là Thu luôn. Nhưng mà bây giờ em là con trai hay con gái? Dạ tên Thu nhưng mà em rất men chị. Thu quê đâu Thu? Dạ em quê ở đây luôn ạ. À. Ở Sài Gòn luôn ạ. À. Rồi mời bạn gái. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh nhạc kế bên, chào khán giả. Em tên là Trương Kim Xuân, năm nay em 28 tuổi. À, em đến từ Vĩnh Cửu, Đồng Nai và em đang công tác tại khoa dược của một bệnh viện tại Dĩ An ạ. À. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi tham công tiếc việc một chút, nấu ăn được, nội trợ cũng ổn. Còn nhược điểm của em là do bản chất công việc nên em hơi nóng tính. Khi đói hoặc mệt đó thì em hay dễ nổ quạo lên. À. Và cái nhược điểm lớn nhất mà chắc bẩm sinh luôn là em ăn chậm. Chậm là chậm bao lâu? Ăn bữa cơm dạ, bao lâu? Ăn bữa cơm khoảng 1 tiếng. Trời đất ơi. Ăn tiếng mấy chén cơm em? Dạ ăn tiếng chén thôi anh. Trời đất ơi. À, bạn nữ ơi có gì mình sẽ đút bạn ăn. Đút bạn ăn. Còn tắm thì em có thể tắm cả tiếng. Tắm 1 tiếng nữa? Dạ. Vậy một ngày là em ăn 3 bữa cơm hết 3 tiếng. Tắm ngày tắm mấy lần? Tắm lần thôi chị. Tắm lần 4 tiếng rồi ngày ta rồi hết cái thời gian luôn rồi. Còn đâu nữa? Trời đất ơi. Rồi bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm lãng mạn. Còn nhược điểm của em là em trong công việc em là người khá lãng tính, là em cũng không giỏi giao tiếp với đông người lắm. Rồi bây giờ tình trường của hai em thì sao em gái? Dạ em có 2 mối tình và mối tình gần đây nhất là khoảng 3 tháng mà chia tay cũng gần nửa năm rồi chị. Quen dạ. Có 3 tháng à? Dạ. Vậy là cũng nhạt chứ cũng chưa có gì đậm đà sâu sắc. Dạ đúng rồi. Rồi vậy bạn trai? Bạn trai thì tình trường sao? Em có 1 mối tình kéo dài khoảng 2 năm. Em chia tay cũng hơn 1 năm rưỡi. Lý do chia tay thì em nghĩ chắc là do em với bạn đó không có có duyên mà không có nợ với nhau á. Nhưng mà tới duyên không có nợ là sao anh không hiểu? Tại vì lúc mà quen em á thì có người thứ ba á. Người thứ ba. Ai có người thứ ba? Bên bạn đó. À bạn đó. Nên bạn đó thay đổi rồi bạn nói chia tay.
Mình thấy có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Không, em rất là quan tâm bạn gái. Rồi, vậy tốt rồi. Thôi coi như không có, đúng là không có phận đi ha, có duyên có phận. Dạ, em gái mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người cao 1m65 trở lên. Có luôn. Em cao 1m70 ạ. Được. Dạ, không quá ốm cũng không quá mập. Được luôn, bên đây vừa vừa người. Rồi, đặc biệt là không hí, không hói, không hô, không hôi luôn. Không bốn hờ. Dạ. Hí, hói, hô, hôi. Dạ. Bên đây có hói mà không biết ai hói. Mắt mới gì không thích bốn hờ đâu. Dạ. Mắt hí ta nhiều khi đẹp chứ bộ, dễ thương chứ bộ. Đúng. Anh rồi. Nói ví dụ giờ em gặp một cái ông chồng đó, một người yêu đó, mắt người ta có hí, đầu người ta có hói, rồi á, người ta có hôi hôi hôi, rồi gì đó, nhưng mà ta thương em, yêu em hết mực thì sao? Hí thì không khắc phục được, còn hôi thì em giải quyết được. Hí hả? Thì cắt mắt. Có gì đâu khó. Thôi để tự nhiên đi. Cái mắt hí đâu có phải quan trọng. Nhưng cái hôi thì mình tắm rửa sạch sẽ thì nó hết hôi. Đúng rồi, chừng nào 30 ngày không tắm hết không hôi chứ. Rồi hói sao không thích? Hói là do suy nghĩ nhiều quá, tính toán nhiều quá mới hói à. Thì đúng đó. Rồi. Như vậy ta suy nghĩ, ta tìm cách nào để làm giàu cho chính mình rồi cho gia đình là vậy tốt chứ. Nói vậy thôi. Chứ tình yêu đến rồi hả? Cái đầu trọc lóc cũng yêu luôn. Rồi, vậy thì em trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? À, mẫu người lý tưởng của em là bạn gái cao 1m55 trở lên. Rồi, có. À, tóc dài. Có luôn. Tóc dài luôn. Cá tính năng động. Rồi. Nhưng mà vẫn giữ được nét dịu dàng của người phụ nữ. Rồi. À, mít ướt tí thì càng tốt. Anh khỏi lo, em nhão lắm. Rồi, còn gì nữa không? Lại biết sống, biết quan tâm mọi người xung quanh. Rồi. Dạ, vậy hết ạ. Ôi, vậy quá dễ dàng, đâu có gì khó đâu. Được rồi, để qua coi. Nếu mà được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân? Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi, thì có thể năm sau ạ. Năm sau, lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu? Do là em đang ở với ba mẹ em á, thì anh trai em đã lấy vợ và ra riêng rồi. À. Thì em sẽ hy vọng là bạn nữ sẽ chịu ở chung với ba mẹ em. Nhìn cái tướng này thì ngon lành, tôi không cần phải bắt cái hít đất kiểm tra gì đâu. Thấy được đó. Dạ. Chị thấy ổn đó, hợp xứng đôi á em. Dạ. Rồi, bây giờ em đi với ai nè, hôm nay thì đi với ai? Em đi với ba em và các chị đồng nghiệp á. Kính chào hai MC Quyền Linh và dạ. Chị Cáp Tường. Xin chào các quý vị khán giả ở trường quay. À, cháu chào bác ạ. Chú thấy con rể tương lai thì sao? Ưng ý không? Dạ ưng ý. Nếu mà hồi ở chơi đàn coi sao, với tôi là tôi dạy đàn guitar này. Chết chưa? Múa rồi qua mắt thợ rồi. Tôi dạy organ guitar. Đó. Dạy vẽ thì thôi thì về, nếu mà được thì về làm đệ tử cũng được, có sao đâu. Dạ. À, bác ơi, con mới học đàn có mấy tháng nên có gì chút nữa bác chăm trước giùm con nha. Dạ. Quéo liền, quéo liền. Cảm ơn bác. Chú. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với một đứa em trai đồng nghiệp ạ. À. Dạ, chào cô. Dạ, con dạ. Chào bác. À, chào MC Quyền Linh và MC Khắc Tường. Dạ. Cháu Việt Thu, tên tuy là tên Việt Thu nhưng mà cháu rất là mạnh mẽ. Dạ. Dạ, cháu rất là hiền, thật thà. Đi làm về là ở nhà phụ việc với cha mẹ thôi. Còn cháu gái bên này thì tôi thấy cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ. Thì cô cũng thấy là hai cháu cũng có những điểm tương đồng. Thì cô mong rằng hai cháu hãy có cơ hội đến với nhau để tìm hiểu, để mà tiến đến hôn nhân. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mở hàng rào lên cho hai bạn gặp nhau trực tiếp ha. Rồi lát muốn đang nôn nao, muốn thưởng thức món đàn của anh bên đó nữa. Thì đến chương trình hôm nay thì anh cũng có hai món quà tặng em. Đầu tiên là Doraemon. Dạ. Thì đó cũng là biệt danh của anh. Dạ. Thì còn cái bông hồng này á thì anh tự làm. Nó dạ. Không có gai. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ đóng vai trò là của những cái gai đó, để là người bảo vệ che chở cho em. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Dạ. Ồ, bông tự làm hả? Em có món quà này nè. Là ba em làm á, em gửi tặng cho anh. Còn cái trong đây nó có một cái đơn thuốc là em tự tay soạn ra. Thằng nếu mà sau cái quyết định á thì anh có thể tiền vào tên tuổi. Rồi, anh cảm ơn em trước đi. Con đọc đi, đọc đi. Không? Bệnh viện tâm lý khoa tình yêu, đơn thuốc, tên bệnh nhân Lê Trần Việt Thu, 31 tuổi, triệu chứng lúc vui lúc buồn, tim đập nhanh, chuẩn đoán rối loạn nhịp tim, rối loạn cảm xúc. Phương pháp điều trị: 1. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim tăng cường gặp Xuân Dược 3 lần một tuần. Thuốc chống buồn: gọi hoặc nhắn tin cho Xuân Dược 2 đến 3 lần một ngày.
thuốc tăng lưu lượng tình cảm, cùng Xuân Dược đi chơi, đi ăn một lần một tuần, dặn dò nếu có gì không bình thường phải nói và không được giấu giếm, nếu phát hiện sẽ bị ngưng điều trị ngay. Xuân Dược là tên bạn gái đó, nhớ không? Nhớ. Hôm nay anh cũng tặng em một bài đạn nhạc của bài Lời Yêu Thương. Dạ. Lần đầu gặp, gặp em trên phố, anh ngần ngờ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Đợt sao tôi nghe tiếng đờn như vậy? Em. Nó không dám đờn, thấy sự phụ đàn, ngồi kia. Không nghe tiếng đàn, nghe vỏ vỏ, vỗ vỗ không vậy? Đàn mạnh lên coi. Anh muốn đừng cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Trời ơi. À? Cảm ơn anh. Đây. Đưa anh cất cái đàn cho để hồi sư phụ lên tịch thu cái đàn. Hồi nãy anh nghe em nói là một ngày anh khoảng mất 4 tiếng để ăn với tắm rửa, thì em có thể bớt đó thời gian để mình có thể nhiều thời gian hẹn hò không? Dạ cũng được chứ anh. Nếu như mà anh chịu khó nhường em một chút xíu, ví dụ như là ăn thì đừng có ăn trước em, chờ em ăn với thì em sẽ ăn cùng anh. Ừ. Em có thích người lãng mạn không? Dạ có chứ. Anh lãng mạn được bao nhiêu phần trăm? Nói chung này bí mật được không? Nếu mà anh với em ăn nhau á, thì anh sẽ có những cái kỷ niệm món quà lãng mạn cho em. Đến hôm nay thì tuy không phải là người đầu tiên, nhưng em mong anh sẽ là người cuối cùng để cùng em đi tiếp những con đường còn lại nhé. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có duyên và có nợ với nhau. Dạ, cảm ơn anh. Ngọt ngào quá nè. Không cần hỏi gì thêm, đúng chưa rồi. Nghiên cứu gì hết mới nhìn thôi là coi như cái gọi là để tí xét ái tình hả? Bây giờ nói thiệt lòng đi, mình thấy cái người đối diện đó, mình cảm giác trái tim mình giờ làm sao? Tim hơi đập mạnh tí anh. Em có thuốc chữa cho anh rồi đó. Thích. Dễ thương quá, được rồi đó. Anh thấy cặp này rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Cho em một câu chốt được không anh Quyền Linh? Hả? Em có muốn một chốt với bạn nữ không? Được. Anh ngồi ngay tay. Người ta nói nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Dạ. Còn muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Dạ. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cùng nhắm tay nhau đi. Dạ. Trên chung một con đường. Dạ. Và anh hứa là anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Hôm nay có anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng khán giả chứng kiến cái này thì anh nhớ thực hiện nha. Ok. Dạ. Rồi. Hay quá. Nào để tay bấm đi, hai bạn làm thủ tục đi. Chiếc cặp này là ngọt ngào lắm rồi đó. 1, 2, 3. Nhanh lẹ. Chúc mừng hai bạn. Nào. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thì chúc là ký vô cái giấy này nha. Viết tên ký vô ha. Viết tên. Tên gì viết vô. Viết đúng tên thiệt nha. Rồi. Tiệt. Thu. Thu. Đúng rồi. 31 tuổi. Dạ. Tôi đã đọc và đồng ý. Có lăn tay không anh? Giống như công chứng vậy đó. Ký tờ, ký tên vô anh đó. Rồi đây. Dạ rồi. Gửi cho chú. Con gửi tương lai nó đã ký rồi chú nha. Chú giữ cái này làm bằng chứng. Dạ. Chúc chú sẽ mau có cháu. Dạ. Dạ. Rồi chúc chú khỏe nha. Rồi xin phép bác trai hôn bạn gái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt nào. Xin phép bác hôn em. Tự nhiên. Trời, tự nhiên. Trời, chúc mừng hai bạn. Quá đã. Đây những chiếc vé xem phim của Cùng Đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, các bạn nhớ dẫn nhau đi xem phim nha. Gửi tặng hai bạn đây là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Và đây một chiếc máy nước nóng thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc.